Ngay sau khi các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 hoàn thành xong môn thi đầu tiên, môn thi ngữ văn vào sáng ngày hôm nay, thì ngay lập tức đã xuất hiện nhiều nghi vấn về việc lộ đề thi. Bởi trước đó vào ngày hôm qua mùng 6 tháng 7, nhiều trang nhóm trên mạng xã hội đã công bố đề thi năm nay sẽ rơi vào bài Chiếc thuyền ngoài xa. Và đề thi chính thức vào sáng ngày hôm nay thì đã rơi vào đúng tác phẩm này. Vậy thì Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì trước nghi vấn này? Ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình tìm hiểu nhé! Kết thúc buổi thi môn ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông vào sáng ngày hôm nay mùng 7 tháng 7, trả lời câu hỏi của báo chí về việc nhiều người thắc mắc có hay không chuyện lộ đề thi văn, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định chắc chắn không có chuyện lộ đề thi môn ngữ văn. Những tác phẩm văn học trong chương trình và sách giáo khoa có rất ít, khoảng 4 đến 5 tác phẩm, thì việc một số người nói trúng tên tác phẩm không có vấn đề gì. Nếu ai đó nói trúng nội dung câu hỏi của đề thi mới là lộ đề. Tuy nhiên, ông Phong cũng cho biết thêm, hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuyển toàn bộ những thông tin này cho Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an để điều tra làm rõ. Trước đó, từ tối ngày 6 tháng 7, nhiều trang, nhóm trên mạng xã hội đã công bố đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, môn văn có tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa và đề thi chính thức vào sáng ngày hôm nay thì đã ra đúng tác phẩm này. Đáng chú ý, một tài khoản khá nổi tiếng trên mạng xã hội tên Kaito Kid tự giới thiệu là trộm đề thi Trung học phổ thông quốc gia với hơn 150.000 người theo dõi cũng đã đăng tải bài viết. Cuối cùng thì màn trình diễn ảo thuật đã kết thúc, đề thi chính là Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu nha mọi người. Chúc mọi người ngày mai thi tốt nha! Bài viết này ngay lập tức đã thu hút hơn 63.000 lượt bình luận, 18.000 lượt chia sẻ và hơn 115.000 lượt thích. Trong sáng ngày hôm nay, ông Nguyễn Sơn Minh, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định với báo chí, đây là thông tin giả mạo, hiện Bộ đã kiểm tra và báo cáo các đơn vị chức năng. Những diễn biến tiếp theo về sự việc này chúng mình sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin của S News. Đừng quên like cũng như subscribe cho S News nhé!